Ơi, xin chào tất cả các anh em, chúng ta tiếp tục thực lóc nha. Hôm nay em làm cái video này, chúng ta làm về cái việc mà chỉnh cái phông ha, phông cho nó lớn nhỏ cũng như là cái khung nền này. Các anh em thấy em nó dư này đúng không, nó dài quá, thành ra chúng ta làm sao cho nó bớt, nó ngắn gọn giống như cái góc của người ta nè. Các anh em nhìn thấy không, đẹp không, nó ngắn nó gọn, lịch sự, chữ nó phóng to, nhìn nó logic ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn biết á, cái đây nó là cái phông nào và cái khung này nó tầm trong cái cỡ nào thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy ở đây nè, thông số nó nè 15px nè, các anh em thấy không? Đấy, cái chữ nền xanh nè, chữ trắng nè, chữ trắng FFF0 nè ha. Rồi ở dưới này là nó có cái những cái thông số nó nè, 16px nè. Đấy, em mới bấm cái 10, 10 nè, phông size là 12 nè, đấy. Thì dựa vào những cái này á thì chúng ta chỉnh qua cái của chúng ta á. À, chúng ta chỉnh qua cái của chúng ta, cái này mình nha. Rồi bây giờ để biết chính xác á, để chúng ta dựa trên cái lóc của chúng ta luôn, tại vì chúng ta trên cái lóc chúng ta thấy được cái code của nó đúng với cái HTML mà chúng ta sắp chỉnh sửa đây. Đây các anh em thấy không, cái chiều dài nè, wide, chiều rộng chứ, nó là 200px nè, nó rộng quá, thành ra là mình sẽ dồn cái này lại nha. Rồi bây giờ em sẽ có cái code này nè, nó có cái code này nè, em chỉnh nha, em chỉnh coi để dồn nó lại, coi là nó có ngắn lại không, các anh em xem thử nha. Ý sao nó không ra ta. Rồi à, bây giờ mình copy nguyên cái phần này đi ha, rồi lấy dấu chấm nè, rồi copy nè ha, rồi em dán ra ngoài đây, rồi dán ra. Ý da, ủa cái gì vậy, em lấy lại coi nha. Cái này nè, hồi nãy là cái lệnh copy nó chưa có thực thi, nó chưa có thực thi các anh em nha. Để an toàn chắc ăn á, các anh em click chuột phải ha, click chuột phải chọn copy đi cho chắc ăn. Vậy nè, đấy, sao chép. Rồi chúng ta dán vô cái văn bản nè, để chúng ta biết cái code nó vị trí này là nó thay đổi cái thành phần này, để chúng ta làm cho nó chắc chắn ha, cái nào là chắc cái đó luôn. Rồi chúng ta tìm nè, hình tròn F, V, hình tròn V, Enter. Đấy các anh em thấy không, nè ở đây nó 200 nè đúng không. Bây giờ chúng ta thử giảm lên 100 coi như thế nào, 100 ha. Rồi chúng ta giảm 100, và cái mã màu này thì cái mã màu là màu xanh, màu xanh là cái màu xanh nền này các anh em mình nha, màu xanh này đẹp và ok rồi. Nói chung là màu này là em chọn là ok hết rồi, chỉ là chúng ta chỉnh cái phông chữ thôi ha. Rồi bây giờ để tiếp theo á, chúng ta xem luôn ở dưới nó nè, nó kế bên nè, ở đây nó là banding, nó ghi là 10 10px nè. Bây giờ em thử nâng lên coi, bữa nãy bên này là nó bao nhiêu px các anh em xem ha, cái góc của người ta chúng ta làm nè, đẹp ending nè, 10 để chưa, để em làm lại cái phần này nó bị hồi nãy em bấm cái nó ra 19 nè, chứ không phải số 19 nha. Banding right 26, đây 19, ở đúng 19. 19 15. Rồi bây giờ em thử coi. Thử cho nó lên 10 đâu rồi, mất tiêu rồi ta. Đây, 10 mười mấy đây. Cho nó lên 10 19 luôn đi. Lên cao cao để chúng ta thấy thay đổi nó dễ hơn ha. Rồi font white, rồi bây giờ em sao nha, rồi chúng ta sao, rồi sao và chúng ta fix lại. À, đối với các anh em mà chúng ta chạy quảng cáo nha, quảng cáo mà chúng ta chạy quảng cáo mà kiếm tiền mà theo cái lượt view xem trên lóc này kia đó, là chúng ta cẩn thận nha. Tại cái phần này là chúng ta fix, là chúng ta load lại cái trang gốc của chúng ta, thành ra là mấy anh em mà chạy quảng cáo này kia lưu ý cái phần này nha. Do em không có dùng mấy tính năng quảng cáo, thành ra em không có lo cái khoản này. Các anh em nào quảng cáo chúng ta lưu ý nha, cái này cũng nó ảnh hưởng tới cái lực của người ta nha. Đấy các anh em thấy không, nó gọn lên nè, đó ok ha. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh lại cái phông thôi. À, chúng ta cho cái phông các anh em mình nha, chỉnh cái phông cho nó to hơn. Cái này nó ngắn quá, 100 thì ngắn quá, trăm mấy là vừa ta. Okay, chúng ta qua đây chúng ta nhìn thử coi của người ta để là khoảng trăm mấy, nhìn nó có vẻ nó hợp lý á, thì chúng ta làm theo, hoặc chúng ta chỉnh thêm xíu 150 chẳng hạn. Đấy à, bây giờ mình không 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 biết thì mình cứ cho một đại số nào đó ha, rồi chúng ta cứ test thử thôi. Cái chủ yếu là chúng ta test 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 lui đó, nào vừa ý chúng ta tự làm lóc thiết kế riêng cho mình, mà nào chúng ta test thấy vừa ý thì chúng ta ngưng vậy thôi. Hồi nãy là 200, ban đầu là 200, bây giờ em cho 160 coi nó như thế nào nha. Rồi 160 ở đây, bữa nãy 19 hả, 19 này là cái nào ta, cái nào 19 này nó biểu hiện cho cái nào. Rồi rồi bây giờ em ấy thử nha. Ủa, xuống dưới này là nó rộng hơn trên này ta. Đây, các anh em thấy không, ở trên này là cái gì nữa nè,
nó nhỏ ốm nè, ở đây thì nó to, thiệt là to nè. À, cái này em thấy hơi lạ hay đó đúng không? Đấy. À, cái này là giống như cái code em làm nó bị ấy nha. Cái code á, trong cái quá trình mình làm code á, à, cái này nó bị phần code nha, code chỉnh lại ha. Cái phần này nè, giống như cái DVD này nó là cái code đầu, còn cái mấy cái thằng này đó là code con, nó nằm phía trong của con DVD, thành ra nó khác anh em nha. Cái phần này chúng ta chỉnh code lại là ok ha. Code của cái menu á. Rồi, bây giờ chúng ta chỉnh qua cái phần hồi nãy 160 đúng không? Hồi nãy này 19 hả? Bây giờ cho 15 thử à. Rồi, chúng ta test thử cái anh em mình nha. Rồi, chúng ta test đi, chúng ta tính tiếp mà. Cái phần phông là em chưa chỉnh nha, nãy giờ mới chỉnh cái phần ngắn dài của cái khung thôi. Rồi, chúng ta mở thử coi nó là sao nha. Ok, cái khung này thì nó cũng tạm ok ha. Thì chúng ta có thời gian chúng ta cứ cái việc test cái này mình nha, test nào thấy hợp lý thì chúng ta ngưng ha. Rồi như cái này nó còn ở đây nè, cái phần ngoài các anh em thấy nó hở không đó. Nếu mà chúng ta hồi nãy là 160 hoặc chúng ta thử 150 coi đó, cho cái phần đó nó khít luôn coi ha. Đó, làm chúng ta nhiều cái chúng ta cứ test 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 lui gì đó thấy ok là chúng ta dừng cái phần này. Rồi ok, à 160 em để 150 rồi sale liền luôn coi ha. Rồi thay đổi sao nha, cái khung đó nó sát không nha. À, như các anh em thấy nè, đấy nó hở nè ha, hở bên phải này miếng nè. Rồi em giảm 10 đó, 10px đấy để coi nó sát không nha. Rồi dẫn dẫn bậy các anh em ơi, vậy là cái phần này là do code rồi ha, code trong code ngoài nè. Rồi bây giờ chúng ta tìm cách để chúng ta phóng chữ lên cái anh em mình nha. Rồi phóng chữ thì để chúng ta coi coi cái phần chữ này á, là cái phông nó nằm ở đâu và cái đoạn code nó nằm ở đâu. Rồi chúng ta coi ha, à 150 nè. Rồi cái phần phông phông banding 15, đây phông size 13 này các anh em nha. Đấy, rồi chúng ta coi coi cái phần phông này nó còn ở đâu nữa không nha. À, ở đâu nó có phông nữa, đây 17 mà nó gạch. Rồi chúng ta hình như là trên này, tại vì các anh em lưu ý luôn này, cái nền này ha, cái nền màu nè, cái nền màu chữ nó cũng có liên quan nè, thành ra đó mình chọn cái phông cái số của nó cùng với cái mã màu mà chúng ta đang thấy, cái mà chúng ta đang tùy chọn nha. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái mã code trên này ha, đấy lấy mã code trên đây, lấy mã code trên đây chúng ta tìm tìm nha, tại vì nó phần này nó cũng nằm hơi phía dưới xíu nè. Rồi bây giờ chúng ta tìm cái mã code này các anh em mình nha. Rồi rồi ok, à phông chúng ta tìm phông size ha, để coi phông size nó nằm ở khoảng nào các anh em nha. Cái này các anh em nhìn khó quá, chúng ta zoom lên ha, đè hình tròn lăn chuột lên, cuộn chuột nó lăn lên phía trên á là nó sẽ phóng, hoặc bấm hình tròn bấm dấu cộng các anh em mình nha, là nó phóng to, dấu trừ thu nhỏ. Phông size 25, ở đây nó có phông size 25 nè, mà không biết cái phần này nó nằm ở phần nào nè. Phông 25 thì rất là lớn, không phải ngay chỗ đó rồi. Banding ở đây là 10, 10 này nó nhỏ nè. Rồi mình thấy cái phần nào nhỏ mình tăng trước đi cái này mình nha. Phông size 13, phông size 13, 13 này chắc là nó nằm phía trên cái mẫu trên này là 13 quá. Rồi để em thử ra nha, 13 này em tăng lên ra nha, đâu rồi, đây 13 em tăng lên 16 rồi, 18 đi, đấy em tăng lên thử 18 nha. Rồi để ok xác nhận coi. Rồi rồi bây giờ em fit nè, coi cái thằng này nó phóng lớn hơn hay là cái chữ này nó lớn hơn cái này mình nha. Rồi vậy thằng này không lớn thì chắc dưới đó ok hả, à, các anh em thấy chưa, ok thấy chưa, vậy hợp lý nha. Rồi tương tự ha, tương tự cái anh em làm, ví dụ cái chữ này các anh em thấy nhỏ thì cứ đổi thôi ha. Nè, như cái video trước á em nói là cái phần code này kia, code của cái nền màu này nè, do cái lock kia nó mới nó lạ, và cái phần mà chỉnh cái nền này nó hơi khó, khó hơn so với cái lock của em, cái bộ lock của em chỉnh dễ lắm, quét chỗ nào là nó ra chỗ đó luôn, thành ra chỉnh rất là dễ đó. Thì nhờ cái chỉnh dễ đó mà em có lưu lại chi tiết luôn cho các anh em qua các anh em xem rồi đó, cái nguyên cái bản á, ha. À, đâu rồi, rồi đợi em xíu em mở lên coi, đây nè, code màu lock nè,
Đây nè, đó, em có lưu lại nè, đó, hôm qua là cho các anh em xem rồi ha. Đó, nhờ cái phần mà dễ dễ thao tác, dễ chỉnh, dễ làm như vậy thì em mới lưu được rất là nhiều. Thành ra muốn cần gì cái em cứ quay vô đây em xem thôi. Bí quá thì xem, còn không bình thường em cứ xem đây làm cho lẹ. Rồi, bây giờ tới đây cũng nhiều cái anh em có thể suy luận qua lại ha. Nhiều đây, ví dụ những cái phông này nó nhỏ quá, cái này muốn phóng lên lên đó, thì chúng ta cứ phóng nha. Do cái phần lốc á, là nếu nó những có những cái ràng buộc nè, ví dụ nè, các anh em thấy cái phần này nó slide nó chạy không? Thì nếu mà em để mặc định như thế này, các anh em xem trên điện thoại là sẽ thấy luôn được cái slide này luôn nha. Còn nếu mà em phóng cái này nó lớn lên, phóng cho cái thằng này nè, có nghĩa là em kéo giãn cái lốc em nó rộng ra, thì cái này cái phần slide này các anh em sẽ không nhìn thấy trên điện thoại mà chỉ nhìn được trên web thôi, vô web trình duyệt web mới thấy nha, trình duyệt web chứ không phải là máy tính. Tại vì trên điện thoại chúng ta có thể để chế độ xem trình duyệt web thì giống như cái máy tính đó, thì chúng ta vẫn xem được bình thường trên điện thoại. Còn mặc định thì chúng ta xem trên web, trên laptop, máy bàn thì tất nhiên là chúng ta sẽ xem được bình thường, không nói rồi ha. Điện thoại chúng ta vẫn xem được các anh em mình nha. Đấy, em cũng mới chỉnh thêm cái phần code này nè. Thì em cũng có làm video rồi hướng dẫn các anh em sao. Và em cũng nghiên cứu thêm xíu để coi có gì hay thì chia sẻ thêm. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.